Tinh chất mầm đậu nành nguyên thảo để mãi tươi trẻ và quyến rũ. Tinh chất mầm đậu nành nguyên thảo giúp da sáng mịn, mờ nám da, tàn nhang, cải thiện thanh lý nữ. Thank you.
phụ nữ ai cũng mong muốn mình sở hữu làn da đẹp, nét tươi trẻ của tuổi thanh xuân cùng đường cong cơ thể hấp dẫn. Nội tiết tố nữ chính là yếu tố quyết định mang lại nét đặc trưng mềm mại, gợi cảm nữ tính khác với nam giới có vẻ ngoài cơ bắp. Do đó không khó để giải thích vì sao những loại thực phẩm giàu nội tiết tố nữ thiên nhiên, an toàn luôn được chị em phụ nữ quan tâm. Từ lâu đậu nành đã được coi là một loại thực phẩm dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ, giúp gìn giữ duy trì tuổi thanh xuân, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như da khô, nám da, tàn nhang. Lý do trong đậu nành chứa thành phần isoflavone có tác dụng tương tự như nội tiết tố nữ đã tạo nên tác dụng làm đẹp vô cùng quý giá. Tuy nhiên, ở các thực phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành, giá đỗ đậu nành, hàm lượng isoflavone còn rất thấp lại bị giảm do đun nấu, nên để có được tác dụng mong muốn, chị em phải ăn một lượng lớn đậu nành hàng ngày trong thời gian dài. Điều trở ngại không phải ai cũng kiên trì thực hiện được. Tin vui là trong nhiều năm gần đây, thành phần isoflavone được chiết tách thành công dưới tên gọi tinh chất mầm đậu nành đã giúp chị em thực hiện mong muốn làm đẹp của mình thật đơn giản. Thay bằng việc phải sử dụng lượng lớn thực phẩm đậu nành hàng ngày, nay chị em chỉ cần uống một lượng rất nhỏ tinh chất mầm đậu nành mỗi ngày là đủ. Hiện nay, tinh chất mầm đậu nành nguyên thảo là sản phẩm đầu tiên trên thị trường chứa 100% tinh chất mầm đậu nành nguyên chất, là sản phẩm làm đẹp từ bên trong cơ thể, giúp da sáng mịn, mờ nám da, tàn nhang, cải thiện sinh lý nữ được đông đảo phụ nữ tin dùng. Sau khi sinh con xong thì tôi bắt đầu ý thức về vấn đề làm đẹp. Tôi biết là mầm đậu nành rất tốt cho sức khỏe, vì thế mà thời gian đầu tôi rất là chăm chỉ làm sữa đậu nành để uống. Nhưng mà thực sự là rất là mất thời gian, cho nên là qua bạn bè giới thiệu thì tôi lại biết đến sản phẩm tinh chất mầm đậu nành nguyên thảo. Sau một tháng sử dụng, tôi thấy là làn da của mình có sự cải thiện rõ rệt, da sáng mịn hơn và những cái vết nám sạm đã bắt đầu mờ dần đi. Tôi cũng cảm thấy là cơ thể khỏe khoắn và tươi tắn hơn. Với hàm lượng isoflavone chứa 100% tinh chất mầm đậu nành không pha lẫn bất kỳ tá dược nào khác, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ chiết tách hiện đại, đảm bảo chất lượng, tinh chất mầm đậu nành nguyên thảo đem đến phương pháp làm đẹp hoàn toàn từ tinh chất nguyên chất. Đồng thời với hàm lượng isoflavone cao nên hiệu quả khá rõ nét với liều dùng rất nhỏ. Với hộp 100g, khách hàng có thể sử dụng trong một lộ trình 3 tháng nên chi phí cực kỳ tiết kiệm, phù hợp với mọi đối tượng kinh tế. Tinh chất mầm đậu nành nguyên thảo trên cơ chế bổ sung isoflavone, nó được coi như là một chất nội tiết tố có nguồn gốc từ thực vật, giúp cải thiện được những vấn đề liên quan về sức khỏe cũng như là làm đẹp, cải thiện những vấn đề về da dẻ như là nám da, sạm da, tàn nhang do nội tiết, hoặc là cải thiện những vấn đề liên quan đến suy giảm sinh lý nữ. Thông thường thì sau một thời gian sử dụng, dao động khoảng 1 tháng, người dùng thì bắt đầu cảm nhận được da dẻ sáng mịn hơn, nám da, tàn nhang hay là sạm da bắt đầu mờ dần và sinh lý nữ được cải thiện. Có một ưu điểm của sản phẩm tinh chất mầm đậu nành nguyên thảo đó là sản phẩm này hoàn toàn từ tự nhiên, cho nên có thể sử dụng được lâu dài. Và phụ nữ từ 18 tuổi trở lên thì hoàn toàn có thể bắt đầu sử dụng được. Sản phẩm này thì đặc biệt hữu ích cho những phụ nữ sau 30 tuổi. Sản phẩm đã được đông đảo chị em tin tưởng sử dụng và nhận nhiều phản hồi tốt từ khách hàng. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp quy định an toàn thực phẩm và cho phép lưu hành trên toàn quốc.